Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, chiều nay, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác, Vành đai và Con đường. Đúng 17 giờ chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang đứng lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều của hai nước, cùng lúc đó 21 loạt đại bác được bắn tại quảng trường Thiên An Môn. Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giới thiệu thành phần tham dự lễ đón của cả hai bên.